Thưa quý vị, tại thành phố Đà Nẵng, do tình hình dịch bệnh bùng phát trở lại hơn một tháng qua, công tác chi trả hỗ trợ cho người dân bị đình trệ. Các địa phương hiện đang khẩn trương chi trả gói hỗ trợ này cho nhóm người lao động trong tháng 9, đồng thời tiếp tục rà soát đối với các đối tượng mới được thành phố bổ sung để tiếp tục hỗ trợ trong thời gian đến. Sự đồng hành kịp thời và hiệu quả của chính phủ đã tiếp sức rất lớn cho người lao động, đặc biệt là những công nhân lao động không có tích lũy, kiếm sống qua ngày. Qua đó giúp người dân thêm vững tin và quyết tâm cùng chính phủ vượt qua giai đoạn dịch bệnh khó khăn này. Và chắc chắn gói hỗ trợ này chỉ trong một thời gian ngắn nữa sẽ đến tay người dân. Phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, còn hơn 1.200 đối tượng là lao động mất việc thuộc diện được nhận hỗ trợ từ đợt dịch đầu tiên. Do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 đợt 2 nên việc chi trả bị đình trệ. Trong đầu tháng 9, địa phương đã gửi giấy mời đến từng hộ để nhanh chóng hoàn thành chi trả đợt 1. Nghèo, cận nghèo, đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội thì phường cũng đã chi trả ngay sau khi mà nghị quyết 42 của chính phủ ra đời, thì cũng đã tổ chức thực hiện ngay. Thì khoảng trên 1.000 trường hợp, 1.000 hộ đó, nhân khẩu. Còn đối với mà lao động mất việc thì gần 1.200 trường hợp lao động mất việc. Hiện nay thì cũng đã thực hiện chi trả là khoảng trên 1.001 trường hợp rồi. Còn một số trường hợp do là đi mắc kẹt tại các địa phương khác, về quê mắc kẹt đó. Cho nên là hiện tại là phường đang tiếp tục là chi trả cho những cái đối tượng còn lại. Phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu cũng đang khẩn trương thực hiện chi trả cho hơn 5.000 đối tượng lao động mất việc đợt đầu trong thời gian từ ngày 3 tháng 9 đến hết ngày 13 tháng 9. Người dân sẽ được gửi giấy mời theo từng ngày khác nhau để đảm bảo việc giãn cách, an toàn phòng chống dịch. Tượng hơn 5.000 đối tượng này thì đối phường chúng tôi lấy là số lượng đối tượng chi trả đợt 1 trong tháng 4. Còn một số đối tượng vừa rồi thành phố ban hành theo quyết định bổ sung thì ví dụ như là hớt tóc, phụ giúp việc nhà thì chúng tôi đang tiếp tục nhận hồ sơ để bổ sung cho bà con. Đặc biệt trong cái gói đợt 1 này thì cái đối tượng là giáo viên độc lập tư thục mầm non thì hiện nay vẫn chưa có quyết định của thành phố, cho nên chúng tôi vẫn có cái hướng giải thích để đảm bảo cho bà con nhân dân là không có ý kiến gì. Tính đến tháng 5, toàn thành phố đã chi trả cho hơn 24.000 người lao động, đạt khoảng 80% số người cần hỗ trợ. Hiện các phường xã đang tiếp tục rà soát các đối tượng lao động mất việc trong đợt 2 để lên kế hoạch hỗ trợ. Các nhóm lao động thì chúng tôi cũng rà soát lại hết tất cả những cái danh sách mà chúng ta đã thực hiện trong cái đợt 1 và thông báo cho họ là làm đề nghị lại, bởi vì có những người mất việc luôn và có người không mất việc có việc làm thì cũng rà soát lại cho những đối tượng này để chúng tôi trực tiếp chi trả trong tháng 8. Thì còn là phát sinh tháng 9 thì nếu như mà lao động nào mà tiếp tục bắt việc thì chúng tôi sẽ triển khai giống như là thực hiện tháng 5 sau tháng 4 năm 2020 như vậy. Mức hỗ trợ cho người lao động bị chấm dứt hợp đồng, người có hợp đồng nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động không có giao kết hợp đồng là 1 triệu đồng một người một tháng. Ngoài ra, thành phố cũng sẽ hỗ trợ các đối tượng đặc thù theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố về các giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế xã hội.